Sau đó tiên xin chào tất cả các bác nhá. Đây là lưới rẽ nhà em đang bán này, độ tàng hình cực kỳ cao. Đây em sẽ dơ lên ánh sáng cho các bác xem nhá. Còn dơ xuống đây sẽ không nhìn thấy gì đâu các bác. Đây là em dí sát vào lưới này, các bác thấy chưa? Độ tàng hình cực kỳ cao này, rẽ run này, ăn phát 4 con trọn đàn luôn nhá. Bác nào cần cái dòng lưới chuyên dụng để vẫy rẽ run cứ alo trực tiếp cho em Tuyên nhá. À, hàng bao chuẩn, bao chất lượng cho các bác luôn. Các bác không phải lo khi mua sản phẩm nhà em nhá. Nhà em chuyên cung cấp đầy đủ tất cả các đồ đánh chim ngày, đồ đánh chim kết đêm. Bác nào cần báo em nhá. Chào các bác.